Hướng dẫn sử dụng ứng dụng iHotest. Bước 1. Đăng nhập. Vào CH Play hoặc iOS Download, gõ tên ứng dụng iHotest và tải về. Sau đó tiến hành đăng nhập. Đối với sinh viên, username là mã số sinh viên, password gồm 8 số theo định dạng, ngày tháng năm sinh đầy đủ, nhấn đăng nhập. Bước 2. Thay đổi mật khẩu. Nhập mật khẩu cũ. Nhập mật khẩu mới. Và xác nhận mật khẩu mới. Đây sẽ là mật khẩu chính thức của các bạn trong lần đăng nhập iHotest sau này. Bước 3. Sử dụng các tiện ích của iHotest bao gồm: thông tin, nên người dùng có thể tìm hiểu về iHotest một cách cặn kẽ. Tin tức, nên liên tục cập nhật mọi tin tức về sự kiện, hoạt động của iHotest. Thông báo, mọi thông báo đến người dùng đều thông qua tiện ích này. Việc làm thực tập, nơi giới thiệu việc làm và nơi thực tập cho sinh viên. Xem điểm, sinh viên kiểm tra kết quả thi học kỳ của mình tại mục này. Bên cạnh đó, với từng người dùng, iHotest sẽ có những tiện ích riêng. Đối với sinh viên, có các tiện ích nổi bật sau: tư vấn hồi đáp, nơi giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên. Xem thời khóa biểu, xem lịch thi. Cùng tải và trải nghiệm iHotest ngay hôm nay.